vì sao bạn cần có quỹ dự phòng tài chính. Trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những bất chắc và khó khăn tài chính tại một thời điểm bất kỳ trong cuộc đời. Vì vậy, việc sở hữu một quỹ dự phòng tài chính là một điều cần thiết và đáng được quan tâm. Dưới đây là những lý do vì sao mỗi cá nhân nên có một quỹ dự phòng tài chính. một Bảo vệ bạn trước những tình huống bất chắc, cuộc sống không thể dự đoán được và rủi ro luôn tiềm ẩn một quỹ dự phòng tài chính sẽ đảm bảo rằng bạn có thể đối mặt với những tình huống khó khăn như mất việc làm, đau ốm hay giảm lương do dịch bệnh. Số tiền tích lũy trong quỹ dự phòng sẽ giúp bạn chi trả các chi phí phát sinh mà bạn không thể lường trước trong kế hoạch tài chính cá nhân. 2. Tránh nợ nần và lãi suất cao. Một quỹ dự phòng tài chính giúp bạn tránh khỏi tình trạng phải vay nợ hoặc vay với lãi suất cao trong những tình huống khẩn cấp. Nếu bạn không có khoản tiền dự phòng Việc phải vay nợ để chi trả các chi phí lớn ngoài tầm kiểm soát có thể dẫn đến tình trạng nợ nần trầm trọng và áp lực tài chính không mong muốn. 3. Tăng tính ổn định tinh thần, một quỹ dự phòng tài chính đem lại sự an tâm và tự tin cho bạn. Nếu bạn gặp phải khủng hoảng tài chính hoặc không thể kiếm thu nhập trong một thời gian dài, quỹ dự phòng sẽ là nguồn tài sản đảm bảo an toàn. Điều này giúp bạn ổn định tinh thần, tự tin trong công việc và đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả hơn. 4 xây dựng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và khoa học. Một quý dự phòng tài chính khuyến khích bạn xây dựng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và khoa học hơn. Bạn sẽ không còn chi tiêu quá mức, lạm chi, dẫn đến khủng hoảng vay nợ hay lâm vào tình trạng thiếu tiền. Với mỗi người, quý dự phòng tài chính sẽ có giá trị khác nhau, tùy theo môi trường sống, thói quen chi tiêu, nhu cầu đặc biệt của mỗi người. Để xác định số tiền cần thiết cho quý dự phòng, bạn có thể dựa trên các phương pháp sau, thói quen chi tiêu dự phòng trong trường hợp thất nghiệp 3 đến 6 tháng hoặc có thể lên đến 1 năm. Xác định chi phí chi tiêu hàng tháng trong khoảng thời gian đó để tính được khoản tiền cần tích lũy cho khoản dự phòng. Chẳng hạn, một tháng bạn tiêu hết 10 triệu, thì quỹ dự phòng cho 6 tháng cần có 10-16 bằng 60 triệu.